Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký quyết định số 503 QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2024 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thổ Hoàng, tỉnh Hưng Yên. Theo quyết định số 503 QĐ-TTg, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Ân Thi là nhà đầu tư. Quy mô sử dụng đất của dự án là 250 ha. Dự án trên được thực hiện tại xã Vân Du, xã Xuân Trúc, xã Quảng Lãng và thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Với tổng vốn đầu tư của dự án là 3.095 tỷ đồng, thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư. Hiện nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đang chủ trì lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 cho dự án theo công văn số 2011 ngày 18 tháng 7 năm 2024 và thông báo số 265 ngày 12 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đang rà soát thống nhất điều chỉnh lại ranh giới của dự án và chuẩn bị các bước tiếp theo để thực hiện dự án. Huyện Ân Thi nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng, thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội, nằm giữa hai tuyến hành lang phát triển quan trọng của khu vực Bắc Bộ. Đặc biệt, trên địa bàn huyện có hệ thống giao thông hiện đại đồng bộ chạy qua đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đường nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, quốc lộ 38B mới và quốc lộ 38, 7 tuyến đường tỉnh, kết nối Ân Thi với các vùng kinh tế trọng điểm của miền Bắc, mở ra cơ hội hợp tác và thông thương quốc tế và nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương. Hiện nay, các dự án giao thông lớn đang triển khai trên địa bàn như xây dựng dự án đường Tân Phúc, Võng Phan, đường Vành Đai 5, vùng thủ đô Hà Nội, đường trục ngang nối đường Vành Đai 5, vùng thủ đô Hà Nội với vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống giao thông liên hoàn từ Ân Thi dễ dàng di chuyển ra đường biển tới cảng hàng không và qua cửa khẩu quốc tế. Khai thác những lợi thế này, huyện đã quy hoạch cảng cạn logistics với quy mô 80 ha cùng với nguồn lực đất đai, cánh cửa lớn cho phát triển công nghiệp đang mở rộng là cơ hội để Ân Thi có diện mạo mới, vị thế mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Với lợi thế đó, Ân Thi được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tập trung phát triển các khu công nghiệp mới. Đến hết năm 2023, huyện Ân Thi đã quy hoạch 12 khu công nghiệp và có 5 khu công nghiệp được chính phủ chấp thuận bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam. Đối với cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Ân Thi được quy hoạch định hướng quy hoạch 14 cụm công nghiệp, trong đó có 5 cụm công nghiệp trên địa bàn huyện được Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định thành lập. Huyện Ân Thi phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025, tỷ trọng lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ chiếm khoảng 72% trong cơ cấu kinh tế. Với những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp hiện nay, huyện Ân Thi đang dần hiện lên là một bức tranh kinh tế phát triển về cả công nghiệp và thương mại dịch vụ, thu hút nhiều lao động từ các địa phương, thúc đẩy kinh tế trong vùng, trở thành trọng điểm kinh tế của tỉnh trong tương lai. Mới đây tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Trường, Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Giàng công bố quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Tân Trường mở rộng tỷ lệ 1/2000. Đây là khu công nghiệp thứ 7 được quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Giàng. Quy hoạch này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương phê duyệt vào ngày 29 tháng 8 năm 2024. Dự án này có tổng diện tích 112,6 ha khu công nghiệp do Công ty Cổ phần Công nghiệp Tây Bắc làm chủ đầu tư. Ngoài ra, còn 2,77 ha quy hoạch khớp nối hạ tầng kỹ thuật với khu vực. Khu công nghiệp Tân Trường mở rộng là khu công nghiệp tập trung đa ngành, có hệ thống công trình xã hội công cộng tiện ích, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hiện đại nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Khu công nghiệp này tập trung thu hút các ngành nghề, sản xuất, chế tạo thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, các sản phẩm công nghệ kỹ thuật cao, phục vụ các ngành điện tử, công nghệ thông tin, chế tạo cơ khí, chế tạo máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng. Khu công nghiệp này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch từ năm 2009. Thời điểm đó có một số doanh nghiệp đến khảo sát đầu tư nhưng chưa thực hiện. Đến năm 2021, dự án được khởi công lại. Huyện Cẩm Giàng được giao giải phóng mặt bằng dự án, tổ chức thu hồi đất của 577 hộ, di dời khoảng 400 ngôi mộ tại nghĩa địa Đống Bi trước kia.
trong quy hoạch vùng huyện Cẩm Giàng đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, huyện định hướng xây dựng và phát triển xã Tân Trường trở thành điểm nhấn công nghiệp hóa nông thôn, tập trung công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ của huyện và năm 2025 đạt chuẩn đô thị loại 5. Cùng với những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, Bình Dương quyết tâm đẩy mạnh công nghiệp bán dẫn, tham gia vào chuỗi cung ứng trong khu vực thời gian tới. Công nghiệp bán dẫn tại Bình Dương trở thành định hướng lớn mà tỉnh đang tập trung cho giai đoạn mới. Với vị trí chiến lược và quyết tâm kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, Bình Dương đã thu hút 4.347 dự án FDI từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký lên đến 42 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ ba cả nước. Không chỉ là nơi thu hút đầu tư vốn, Bình Dương còn liên tục dẫn đầu cả nước về phát triển cơ sở hạ tầng trong chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và được Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới ICF vinh danh là Cộng đồng Thông minh của năm Top 1 ICF 2023. Đây là minh chứng rõ ràng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tỉnh trong việc phát triển hạ tầng, xây dựng đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ và cải thiện môi trường kinh doanh. Chính nhờ những yếu tố này, Bình Dương đã trở thành điểm đến lý tưởng cho người lao động trên khắp cả nước với hơn 52% dân số là người dân đến từ các tỉnh thành khác. Tính đến nay, tỉnh Bình Dương đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với 14 địa phương nước ngoài, là thành viên chính thức, là đối tác đáng tin cậy của 3 tổ chức quốc tế bao gồm Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới ICF, Tổ chức Horacit và Hiệp hội Trung tâm Thương mại Thế giới WTCA. Đặc biệt, năm 2023, ICF chính thức vinh danh Bình Dương đạt danh hiệu Cộng đồng Thông minh của năm Top 1 ICF 2023. Định hướng của tỉnh đối với các ngành lĩnh vực trong thời gian tới là ưu tiên thu hút đầu tư các ngành công nghệ cao, chip bán dẫn, năng lượng xanh, kinh tế tuần hoàn, lĩnh vực công nghệ cao, tiên tiến, thân thiện với môi trường, ít thâm dụng lao động, tạo ra giá trị gia tăng cao, dịch vụ tài chính, logistics và các dịch vụ hiện đại khác. Các ngành công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp, công nghệ cao và đặc biệt là thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, khoa học, công nghệ. Về đối tác, tỉnh thực hiện đa dạng hóa thu hút đầu tư nước ngoài từ các thị trường và đối tác tiềm năng, chú trọng các nước phát triển hàng đầu thế giới, các tập đoàn xuyên quốc gia, nắm giữ công nghệ tiên tiến và trình độ quản trị hiện đại. Bình Dương đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, là trung tâm phát triển năng động dẫn đầu về khoa học công nghệ, công nghiệp và dịch vụ hiện đại. Bình Dương đặt tầm nhìn đến năm 2050 sẽ trở thành trung tâm đô thị công nghiệp, dịch vụ hiện đại phát triển bền vững và là điểm đến ưa chuộng của các doanh nghiệp toàn cầu trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao và dịch vụ công nghiệp. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ, Bình Dương hiện đang tập trung thu hút các công ty công nghệ cao, đặc biệt là trong lĩnh vực bán dẫn. Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, sắp tới tỉnh Bình Dương sẽ phát triển khu công nghệ, thông tin tập trung, đổi mới sáng tạo, gồm 4 phân khu với quy mô khoảng 220 ha tại thành phố mới Bình Dương. Các khu có chức năng nghiên cứu, phát triển, đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, sản xuất, thử nghiệm, chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm. Bình Dương có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện các chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của Trung ương và những chính sách riêng của địa phương. Ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, công nghiệp bán dẫn trở thành một trong những định hướng lớn mà tỉnh tập trung cho giai đoạn mới. Ông bày tỏ tin tưởng, những chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia ngành bán dẫn sẽ góp phần để tỉnh có thể từng bước xây dựng nền tảng vững chắc và trở thành một trung tâm quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn của khu vực.